Cương Liễu giải cổ trùng, xóa bỏ mọi ký ức, tẩy sạch mọi dấu vết và rời xa Tiểu Yêu, chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Phát hiện ra Thương Huyền chính là kẻ đã tiếp tay cho Đồ Sơn Hầu hãm hại Cảnh, Tiểu Yêu đau đớn tột cùng, nàng hạ độc chính mình nhiều gấp 10 lần Thương Huyền. Để rồi khi Thương Huyền tỉnh lại, Tiểu Yêu đã vô phương cứu chữa. Tiểu Yêu được đặt trong chiếc vỏ sò màu trắng mà A Niệm nói là bảo vật của Hạo Linh, nhưng thực tế nó lại chính là chiếc vỏ sò của Tương Liễu. Thương Huyền tỉnh lại lập tức đưa Tiểu Yêu tới Ngọc Sơn tìm Vương Mẫu, mong rằng người có cách chữa trị cho Tiểu Yêu. Lúc này Ngọc Sơn Vương Mẫu đã không còn minh mẫn, Dương Thọ đã dần cạn kiệt, bà cũng không có cách nào giúp cho Tiểu Yêu tỉnh lại. Thế nhưng lại phát hiện ra nước giao trì có tác dụng rất tốt đối với Tiểu Yêu, nên chiếc vỏ sò của nàng được đưa xuống dưới đáy giao trì, giao cho Tệ Quân và Liệt Dương, hai người từng cùng Tiểu Yêu tu hành tại Ngọc Sơn trông coi và bảo vệ. Chiến sự vẫn đang rất căng thẳng, Thương Huyền không thể tiếp tục ở lại Ngọc Sơn. Hôm ấy Tương Liễu lấy cớ tới Ngọc Sơn để cảm tạ Vương Mẫu đã ban rượu bàn đào giúp cho nghĩa phụ hắn giảm đau. Vương Mẫu và nghĩa phụ của Tương Liễu có giao tình, hắn thường xuyên lui tới Ngọc Sơn cùng với Tệ Quân là chỗ có quen biết. Tương Liễu khéo léo bày kế đánh lạc hướng Tệ Quân và Liệt Dương, lẻn xuống đáy giao trì tìm chiếc vỏ sò cùng Tiểu Yêu để cứu nàng. Khi Tệ Quân và Liệt Dương phát hiện ra Tương Liễu, hắn đang truyền tinh huyết cho Tiểu Yêu. Liệt Dương không hề hay biết Tương Liễu có ý tốt, nghi ngờ hắn sẽ làm hại Tiểu Yêu nên đã giáng xuống một đòn cực hiểm. Vì là thời khắc mấu chốt, Tương Liễu không có thời gian để giải thích nên hắn đã cắn răng chịu đựng cú đánh ấy của Liệt Dương. Lúc sau, Tệ Quân phát hiện ra Tương Liễu đang cố gắng cứu Tiểu Yêu, mới ra tay ngăn cản Liệt Dương lại. Tương Liễu giúp Tiểu Yêu hồi sinh lần nữa, đáng lẽ ra nàng có thể ngay lập tức tỉnh lại, nhưng ý định của Tương Liễu vẫn còn chưa hoàn thành, hắn khiến cho tâm thức của nàng ngủ say, trao trả Tiểu Yêu cho Tệ Quân. Tương Liễu muốn Tệ Quân giúp mình một việc, tuy còn đề phòng Tương Liễu, nhưng dựa vào mối giao tình bao lâu nay, Tệ Quân tin tưởng con người của Tương Liễu nên đã đồng ý. Tương Liễu muốn kết thúc mọi chuyện giữa hắn và Tiểu Yêu, cho nên những việc hắn sắp làm, cho dù là bất cứ chuyện gì, hắn cũng muốn Tệ Quân sẽ không can thiệp vào. Tương Liễu khoát tay, chiếc gương tinh tinh trong lòng Tiểu Yêu bay ra, rơi xuống tay hắn. Từng hình ảnh của hắn trong chiếc gương nhỏ hiện ra, ngay cả hắn cũng không thể ngờ tới. Tiểu Yêu đã lén ghi lại những hình ảnh ấy từ khi nào. Biết được Tương Liễu định làm gì, Tệ Quân định ra tay ngăn cản. Hắn nói, đây là ký ức mà Tiểu Yêu hằng giữ gìn, cậu không thể. Tương Liễu lặng lẽ nhìn Tệ Quân, chợt nhớ ra lời hứa ban nãy, Tệ Quân chậm chậm buông tay ra. Tương Liễu vận linh lực, từng đoạn ký ức trong chiếc gương tinh tinh lần lượt biến mất. Tương Liễu lặng lẽ nhìn ngắm Tiểu Yêu đang say giấc, khẽ nói, cây ngô đồng khăng khít bên nhau, chim liền cành chẳng rời xa nhau, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau, cổ tình nhân kết nối trái tim và sự sống của hai con người, quả thực không có cách nào giải độc. Năm xưa ta có thể giải cổ trùng giúp Thương Huyền là bởi vì hắn vốn không muốn bị cấy cổ trùng vào người và cô cũng đã không thật sự cấy được cổ độc vào trong người hắn. Còn ta tình nguyện, ta muốn, ta sẵn sàng, vì vậy cô đã thành công. Cô yêu cầu ta giải cổ trùng hết lần này đến lần khác, lần nào ta cũng trả lời rằng ta không thể. Ta biết cô không tin, nhưng ta cũng không gạt cô, ta thật sự không thể giải được loại cổ trùng này. Lần này tới Ngọc Sơn cứu Tiểu Yêu, Tương Liễu đã quyết định triệt để cắt đứt mọi thứ với nàng. Trận chiến giữa Thần Vinh và Tây Viêm đang ngày càng căng thẳng, dường như hắn đã dự liệu được kết quả. Để nàng có thể bình an sống tiếp, không còn vướng bận và có bất cứ mối quan hệ nào với hắn nữa, hắn mới có thể an tâm. Quả thật, cổ trùng không có cách nào để giải, nhưng Tương Liễu có thể giết chết chúng. Chính vì cơ thể của Tiểu Yêu và Tương Liễu có tồn tại của tình nhân, cho nên Tương Liễu mới có thể cứu được Tiểu Yêu. Khi sự sống đã trở lại với Tiểu Yêu, Tương Liễu liền giải cổ trùng cho nàng. Kỳ thực, hắn làm vậy không phải là giải cổ trùng, mà là dùng mạng sống của mình để dẫn dụ và tiêu diệt cổ trùng. Phương pháp giải độc chết cùng chết này có lẽ chỉ có một mình Cửu Mệnh Tương Liễu biết cách sử dụng, bởi cũng chỉ có một mình hắn mới có thể vứt bỏ hai cái mạng một cách nhẹ nhàng như vậy. Xong việc, Tương Liễu nhờ Tệ Quân che giấu hết toàn bộ sự việc, ngay cả việc hắn cứu sống Tiểu Yêu và đã giải được cổ trùng đều lấp liếm bằng cách nhờ vào Ngọc Sơn Vương Mẫu. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, Tương Liễu đưa tay ôm ngực, mỉm cười cúi chào trước Tệ Quân. Tệ Quân không biết phải nói sao, chỉ biết cúi đầu đáp lại, tỏ rằng nhất định sẽ giữ lời. Trước khi rời đi, Tương Liễu còn hủy bỏ chiếc vỏ sò, thứ quý giá như ngôi nhà thân thương mà hắn và Tiểu Yêu đã sống chung suốt 37 năm trong khi trị thương. Lần này hắn đã xóa sạch mọi dấu vết về mình. Tương Liễu ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Yêu lần cuối, rồi thúc đại bàng bay vút lên cao. Khóe mắt rớm lệ, Tệ Quân cất cao tiếng ca bi thương, tiễn biệt Tương Liễu.